Em là Fuka Damagishi đúng không? Ok. Yes. Là Fuka này mặc đồ cũng xinh thế nhỉ? Yes. Relax. There's no need to be nervous. Why don't you have a seat? Em hãy cứ bình tĩnh nhé, không cần thiết phải căng thẳng như vậy. Tại sao em cứ ngồi xuống đi? Như là phát biểu nhỉ? Everyone, you did an excellent job uncovering the truth. Mọi người, các em đã làm rất tốt trong việc tìm ra được cái sự thật này. I also wanted to let you know. Nên là thầy cũng muốn cho các em biết. The three girls have all regained consciousness. Cả ba cô gái đều đã tỉnh lại rồi. Ba cô gái nó bắt nạt con này ấy. What a relief. Nên là thật sự là mãn nguyện. From what I understand, they each came to school around midnight and waited for the security guard to leave. Từ những cái gì mà thầy Hiệp tìm ra được, từ những ngày gì mà thầy có thể tổng kết, thì là từng người bọn họ đã đến trường vào quanh nửa đêm này, và sau đó đợi lính ông bảo vệ ông ấy rời đi. Nên là bọn họ đã bị tấn công bởi Shadow ở gần cái cánh cổng khi mà thời khắc bóng tối đã bắt đầu. Thế thì ông bảo vệ không bị tẩn nhỉ? Mẹ đều thế. However, the facts became twisted because of rumors concerning a ghost story. Tuy nhiên là cái sự việc đó đã bắt đầu bị sai lệch bởi vì những cái tin đồn xung quanh cái câu chuyện ma này. Thế là đơn giản là bọn bị tẩn rồi đúng không? Em biết ngay từ ban đầu là đấy không phải là do ma này. Thực ra Shadow là cũng kiểu là ma vậy. Hay lỗi của em. Nhưng mà công nhận là con Fuka này mặc đồ đẹp thật đấy. Cậu có đùa không à? Cậu cũng là nạn nhân mà. But I made so many people worry. Mà tớ đã... Là sao? Mình đã... Tớ như là tớ đã khiến cho nhiều người phải lo lắng á. Kệ mẹ đó chứ. Hey, don't think like that. Này, cậu đừng nghĩ thế. Nó bắt nạt em vậy. We could have lost that fight if you weren't there. Nên là bọn chị đã có hoàn toàn có thể thua cái trận chiến này nếu mà không có em ở đó á. You saved our lives. You should feel good about yourself. Nên là cái điều quan trọng là em đã cứu cái mạng sống của bọn chị à. Nên là em nên tự tin hơn về bản thân mình về cái điều này. You have a special power that you can use to help others. Mẹ chị này như là vừa bán bảo hiểm nhỉ. Em có một sức mạnh tuyệt đặc biệt à. Có thể sử dụng để giúp những người khác. Em đã dụ dỗ ấy. A special power? Bọn đặc biệt sao? We call it persona. Bọn chị gọi đấy là persona. You could be a tremendous help to us. Will you lend us your strength? Em có thể có được em có thể giúp bọn chị rất là nhiều. Liệu em có thể giúp bọn chị không à? Bằng cái sức mạnh của mình. Are you asking me to join you? Liệu có phải chị đang đang nhờ em đang hỏi em để gia nhập nhóm của chị? Mitsuru senpai? You know, we're not trying to pressure you, so if you need some time to think about it. You know, cậu biết đâu mà, bọn tớ không cố gắng, là bọn tớ không muốn phải tạo sức ép cho cậu. Nên nếu cậu cần nhiều thời gian thì cậu cứ nghĩ thoải mái. Con này cần gì thời gian? I'll do it. Tớ sẽ làm thế. I'll help you. Tớ sẽ giúp mọi người. Are you sure? Cậu chắc không? If you join, you'll have to live here. Nếu mà cậu gia nhập thì cậu phải ở đây đấy. Ở luôn. That's fine. I'd rather live here than at home anyway. Được thôi, tớ thích ở đây hơn là ở nhà. Mình không biết là ở nhà bố mẹ mấy con này kiểu gì. We appreciate this. Bọn chị rất là vui khi em quyết định cái điều này. We'll have the school talk to your parents to resolve any issues. Bọn chị sẽ để cho trường nói chuyện với phụ huynh của em để giải quyết về cái vấn đề này. Cấp 3 mà đi ở dorm như không. Đợi một chút. Aren't we dragging her into this a bit fast? Liệu chúng ta có kéo cô ấy vào cái chuyện này nó hơi bị nhanh quá không à? It's okay, really. Nó ổn mà không sao. Now then. Bây giờ thì those special shadows showed up again. Những cái con shadow đặc biệt nó đã xuất hiện nữa rồi. We still don't know where they're coming from. But Akihiko is right about one thing. Chúng ta đã không biết được là nó đã ở đâu. Nó đến từ đâu. Nhưng mà Akiko thì đã nói đúng với một điều. Their appearances seem to coincide with the full moon. Sự xuất hiện của bọn chúng into consideration from now on. Sự xuất hiện của bọn chúng có vẻ như là nó trùng khớp với sự hiện diện của trăng tròn này.
we take that in the... Nên là chúng ta sẽ theo dõi kỹ về cái vấn đề này. Nên là có sự tương đồng giữa cái full moon với cái xuất hiện bọn kia ấy. Thế là về cơ bản là bọn chúng giống như kiểu như là người sói có đúng không? Thằng này đơn giản hóa vấn đề mà đúng hết. Nên đấy là một cái điều có lợi cho chúng ta, để chúng ta biết được chính xác nào khi nào mà chúng ta đã nên chuẩn bị đón chúng. Tôi đã chuẩn bị mẹ từ đầu game. Bây giờ thì on the day of the fight, nên là trong cái ngày của đấy á, chúng ta sẽ chuẩn bị chúng ở trên sàn đấu, mẹ cứ như đấm bốc. Enzukari vẫn đang nghĩ một cái gì đấy. My girl, thì phải nghĩ nhiều như vậy em. You had it, Kubra. Nên là chúng ta đã phát hiện ra được cái cách thức hoạt động và sự xuất hiện của mấy con shadow đặc biệt này. Mình không biết là liệu đây có phải là những gì mà cái cậu bé đang cố gắng kể cho mình này. Nên là chúng ta phải để hơn về cái Moonface này. Tôi để ý từ đầu rồi. Nên là nếu các bạn chơi lần đầu thì cũng có thể là các bạn không để ý thật. Mà nó sẽ hơi bị... là mình không biết là nhỉ? Hơi bị bất ngờ một tí nhỉ. Nhưng mà dù sao là cái combat này có mấy con trùng như nó cũng dễ. Nó không... nói cho mình nghĩ là nó cũng dễ. Nên cũng không quá là bất ngờ lắm. Và kể cả bất ngờ thì chúng ta đập được toàn mấy con diệt sách. Hôm nay là thứ năm, là chắc là mình sẽ đi ra ngoài một chút vậy. It seems that Fuka will fall to joy us. Even the end, it will hear joy. Ngay cả khi cuối cùng đấy là cái lựa chọn của ấy á, tớ cảm thấy không vui về cái này này. Chết rồi, hình như là mình quên đi bác sĩ nè. Oh no. Như mình nhớ chứ nhỉ. Từ để mình quay lại mình đi bác sĩ đã. Rồi mình sẽ quay lại đây sau ấy. Ok, mình đã quay trở lại để mình ấy, mình đi bác sĩ ấy. Mình chơi lại 1-2 ngày thôi, nhưng mà cũng nhanh nữa. Nên mình còn cho các bạn xem một số cái option. Nếu mà chúng ta manh động với em kia ấy, cũng vui. Nên là nó có nhiều cái yếu tố là, nên là cái chứng này chúng ta không được manh động khi mà chúng ta phản ứng lại những cái sự kiện ấy. Nên cái phần này nó cũng hay. Cái nó cũng có rất là nhiều cái option mà có nghĩa là có rất là nhiều cái mà chúng ta có thể kiểu là mess up ấy, cái mối quan hệ ấy. Mà bù lại là cái yếu tố mà sau cái yếu tố là nó có cái mối quan hệ là ghen tị ấy, là rất là phiền phức luôn. Nhưng mà cái đấy chắc mình sẽ nói sau thôi. Hôm nay là ngày tuyệt vời chúng ta. Thế nào, thầy đã nhờ là Mitsuru và Akiko đã đưa Fuka về nhà này. À, mặc định là hôm nay chúng ta không đi cái Tartarus. Đủ, cô ấy thì chờ làm một cái bản sao trái ngược với Zucatan. Thông minh và tốt bụng. Thế mày bảo con game nó không tốt bụng à? Này em sao mà? Cậu nghĩ như nào về cô ấy? Đấy là tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ về cô ấy thôi sao? Này. Đủ, cậu phải... đó. Cậu phải thả lỏng đi. Đi what being. Nên là chúng ta đang ở cấp 3 mà, gì mà căng như vậy. Cô này nó vẫn nói thế thôi. Hôm nay là mình đang mệt. À là mình còn đi toilet để cho nó khỏe lại. À là hôm nay mình đi ngủ. Thật ra là mình cũng đang muốn cho nó mệt nhỉ, để cho chúng ta đi bác sĩ ấy. Nhưng mà ngày đi bác sĩ cũng có tăng cái kia là miễn phí ấy, thì cũng không tệ lắm nhỉ. Nên là bù lại là chúng ta sẽ học bài không được ấy. Nên nếu hôm nay mình ngủ sớm là mình sẽ được hết mệt ra nhỉ. Nên là mình không muốn cái đấy ấy. Nên tía mình thử mình học bài tiếp thôi. Học bài tiếp là thằng này nó sẽ ốm thôi. Kiểu như là cố quá quá cố ấy. Tăng mệt thành ốm con mẹ luôn ấy. Là ngày mai mình có thể đi xem cái câu chuyện ma này. Nên chúng ta lại búp. Trời ơi, tôi lại có hẹn. Lại em này mà. Có gì về em? Em... ôi dồi ôi, no. What you do? Mình có kế hoạch khác đi em ơi. Thật đó quá tệ. Có thể là để khi khác vậy. Ôi có vẻ như thất vọng. Nên là bây giờ là những cái mối quan hệ chúng ta phải rất là cẩn thận luôn.
Bởi vì nếu mà con kia nó thấy là chúng ta sẽ bị đảo ngược ấy, nó lại revert này, nó ghen này. Quá mệt, mình không ấy được này. Nhưng nếu mà ngày mai mình ốm nữa là mình có thể đi bác sĩ tiếp ấy. Mình đang búp nhiệt tình cái calorie này mình lên. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái charm. Mình không biết là cái charm với cái calorie nó quan trọng hơn. Hình như là cái calorie là đa phần những cái mối quan hệ về sau nó sẽ cần calorie. Nên là chúng ta sẽ khi nào mà Fuka quay trở lại chúng ta sẽ đi Tartarus. Có nghĩ như là về Fuka này. Cô ấy rất là giúp ích à? Rất là có ích. Cậu nghĩ như vậy sao? Ý của tớ là ở phải thì cái sức mạnh của ấy thì rất là tuyệt, nhưng mà liệu có cảm thấy là một cách nào đấy là cô ấy là bắt ép, là cô ấy bị ép buộc là phải gia nhập vào nhóm chúng ta không à? Tớ chỉ hy vọng là cô ấy vẫn ổn thôi. Zucari này. Nên là Zucari là một cái nhân vật không phải đơn giản ấy. Cái kiểu suy nghĩ của em ấy. Hey, did you hear? Cậu nghe gì không? Ekoda's in hot water. Ekoda đang bị có nghĩa là cái thầy Ekoda đang bị phệt. Really? Thật ra? Ông ấy làm cái gì? I don't know. Tớ không biết. Sexual harassment. Chắc là nghiêm trọng đấy, hay là quấy rối tình dục chẳng hạn. Cái này như phần non năm ấy. Tớ thực sự muốn xem thấy cái điều đó. Bọn mày chơi phần năm thì mày biết. Hey, look. It's the ghost girl. Này, hãy nhìn xem, đấy là một cô gái ma. Thế là em này cũng mặc đồ khác so với bọn học sinh. Quiet, she can hear you. Im đi, nó nghe thấy mày bây giờ. My friend. Lớp này thương nhỉ? Fuka, you in here? Fuka, cậu ở đây sao? Moriyama-san. Moriyama-san. Mẹ đã bắt nạt con này à? I heard you started bạn cậu tha cho mình. Tôi nghe nói là cậu đang sống ở đó mà. Yeah. Phải. Sao? You seem so depressed. Cậu có vẻ như buồn nhỉ? Let me know if you need someone to talk to. Hãy để tớ biết luôn à, nếu mà cậu cần một ai mà nói chuyện cùng à. Bây giờ thành bạn thân à? You could probably use a friend, huh? Cậu chắc là cũng cần một những người bạn đúng không à? Moriyama-san. Moriyama-san. Oh, come on. Ô, thôi nào. Just call me Natsuki. Hãy cứ gọi tớ là Natsuki đi. Nên là gọi họ ra. Thank you. Thank you. À đúng rồi, mình là handsome. Mình là handsome beast sao nhỉ? Nhưng mà con kia đã chẳng bao giờ gọi mình là beast. Là beast san. Hoặc là handsome san. Tại này nó đã rủ đi chơi. Mấy cái ông ấy. Mình suốt ngày may vá. Are you free today? What is wrong? Hôm nay là ngày 12 rồi nhỉ? Thực ra hôm nay mình có thể mình chơi với thằng này rồi. Nó sẽ có cái map persona của nó lên the rank luôn ấy. Nên là khả năng là tạm thời là chúng ta sẽ tập trung vào cái co em thủ quỹ ấy, để chúng ta mắc cái rank của em luôn. Nên là mình nghĩ là cái kế hoạch là như vậy ấy. Maybe you should join him. Nên là khả năng là tháng này chúng ta sẽ cố gắng chúng ta mắc cái em thủ quỹ này. God end today. Nên chúng ta còn rất là nhiều cái option chúng ta đang mời gọi chúng ta. À này, để mình xem. Thế mình có phải đi uống thuốc không? À mình vẫn đi uống thuốc được. Yes, yes. Có free luôn. Nên là trong thời điểm này là chúng ta sẽ không đi cái Tartarus mà. Nên là mình sẽ đi uống thuốc thoải mái. Nên là mình sẽ chơi cái học bài với là mình sẽ đi, nhưng mà ngày nào mình sẽ đi uống thuốc được ấy. Nên là tương đối là ổn. Not office. Ngày nào cũng uống thuốc. Nên tối về mình học bài tiếp. Thế chú ấy is it? Ok. Ring up, yes, bitch. Ring it. Mạnh mẽ lên con trai. Bravery tiếp.
Không biết là có hôm nào thằng này pha nhầm thuốc mình chết con mẹ luôn. Là lại routine như vậy. Mình sẽ... Thế là hình như là cái tối ưu nhất là chúng ta sẽ mắc hết một cái dòng Perlink. Mà cái dòng mà nó romantic được ấy. Thì chắc mình nghĩ là mình nên mắc chứ. You're coming today, yes. Mình hãy chơi với thằng bé bé. Thực ra là đúng là những cái phần trước mình chơi, mình chưa mình xây dựng mối quan hệ thằng này mắc luôn. À, đi may và theo thùa thế. Con nhà có vẻ căng như vậy. Em đang nghĩ gì này? Bình thường là bé bé là rất hay nói chuyện nhưng hôm nay lại im lặng này. Tại sao cậu lại dừng lại? Cậu muốn nghỉ ngày hôm nay sao? Mình sẽ hỏi là cậu có ổn không nhé. I can tell something was wrong. Cậu có thể nhìn biết ngay là tớ có chuyện gì không ổn á. Wow. Có vẻ ngạc nhiên. À, chạy ra đây. Và đêm hôm qua này. À, cái gì của tớ á. À, bà đã bị kéo đi bởi những người thiên sứ rồi à? Một toàn. Cái gì? Hãy bình tĩnh xem nào. Nghe chết này. Tớ đang cố gắng làm cái điều đấy á. Bé bé có vẻ như là đang buồn. Tớ xin lỗi. Gomon... là Gomenasai. Bà ấy là cái lý do duy nhất mà tớ đã đến Nhật Bản à. Và bây giờ bà ấy đã bị bắt đi rồi. Khi bị bắt, bà ấy đã giúp tớ quá nhiều. Và tớ đã không thể làm gì cho bà ấy. I don't sit inside. Tớ đã giữ cái điều này ở trong lòng à. Bởi vì là tớ biết rõ là khóc lóc sẽ không giúp ích được cái gì à. Bác sĩ, nhưng mà nhìn thấy được cái nhìn của cậu à. Handsome Sama tớ. Cậu ấy có vẻ như là đang có rất là đau lòng về cái sự mất mát của mình ấy. Nên là bê mê là con pha phi địch. Nên là bê đã rất là tự tin với cái mối quan hệ của mình đấy. Nên mình là bạn thân thằng này. Nên là cái thằng thanh niên da trắng này mẹ Rama phết nhỉ. Kiểu nó thực tế hơn cái thằng Kenji ấy. Thằng này thì kiểu như là mất mát, là còn thằng kia thì mẹ đi hẹn với cô giáo. Sorry, gomenasai. Tớ không thể, có vẻ như hôm nay tớ không thể làm việc rồi. Hasta la vista. Mình dạy thằng này câu vớ vẩn mà nó nói từ đầu game cuối game. Sup dude. Họ đang chuẩn bị dọn phòng ở phòng tầng 3 Fuka này. Nhưng mà có vẻ như không có một tên đực nào được lên đấy á. Tớ thì cũng chẳng sao đâu. Tớ chỉ một rất là vui quậy đến thôi à. Cô ấy sẽ ở đây vào ngày mai, cậu biết đấy á. Oh yeah. What would you do? Mình không biết là thứ bảy là cũng có thể là mình sẽ đi Tartarus đấy. Thì chúng ta có thể khám phá luôn cái dungeon mới ấy. Là chúng ta còn 25 ngày trước khi đấy. Nên là có vẻ cũng nhiều thời gian thôi. Mình ngồi vào đây xem nào. I heard Fuka teacher meet the Ekuba. Maybe Mitsuru Senpai. Thế là cái con Mitsuru Senpai cái nó xì cho phát ông thầy giáo cái toang luôn. Đáng sợ chưa? Đây là sức mạnh của tập đoàn Kizero đấy. Đâu Kizero The Group. Mitsuru và Zukari là trên tầng 3 này. They say that they call us. Họ nói rằng là họ sẽ gọi chúng ta ngay nếu mà có bất kỳ một con rán nào cần bị giết bỏ. Nên là trách nhiệm của bọn này là chỉ đợi để bắt rán ấy. Nên là mai là thứ 7 là nó sẽ đến đấy sao? Nên là mình nghĩ là tối nay mình có thể đi ngủ ấy. Đây, xem nào. Nên là team trong đau này chúng ta sẽ cân bằng hơn là 3-3 ấy. Đây. Cái phòng này bẩn.
Xin đừng có một cái con rán à. Con này nó sợ rán. Chị xin lỗi đã không thể nào tiếp tục đi Tartarus 2 ngày liên tục. Nhưng mà để chuẩn bị cho Zagamichi đến đây thì nó mất nhiều thời gian hơn này. Dàn dạ, as you can see. Thế là chị này bảo luôn là mèo không được lên đây. Thôi vậy, em xin lỗi chị. Ok, chúng ta sẽ đi ra ngoài, mình sẽ đi hát karaoke tiếp. Tầm này là mấy cái hát này là tiền lẻ rồi, mình không sợ. Và cái chính là chúng ta nên búp cái mình vẫn hy vọng là búp cái chorus mình lên sớm ấy. Mình nhớ đèn rồi. Mình hy vọng là mình không bỏ lỡ một cái event gì để lấy mấy cái nhiệm vụ kia. Mấy cái nhiệm vụ mà nhặt đồ kia gần như là coi như là free money các kiểu luôn ấy. Nên là điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhớ để chúng ta lấy cái item đấy. Ok. Ơ, hôm nay không ấy à? À đó, hôm nay à. Cái horror game à. Panic. Yeah. Horror house này, ngôi nhà ma này. Tầm này tiền anh thiếu này. Oh, badass rồi đấy, ngon quá nhỉ. Oh yes. Badass là mà mắc mẹ luôn. Ui ôi. Oh yeah. Bé đu chè bé mình ý. Thôi cứ nói đi. Tớ chẳng có gì làm vào ngày chủ nhật tuần tới á. Liệu cậu có muốn làm gì một tớ không? What will you do? Mình sẽ bảo tôi phải chơi Innocent Sin. Maybe some other time. Anh chia buồn với chú nhưng mà anh bao nhiêu việc. Vậy mình sẽ ngủ đi. Bây giờ mình sẽ cần không cần cao rít nữa, chúng ta sẽ ngủ thẳng luôn. Để mai chúng ta có thể quay lại từ trạng bình thường ấy. Hôm nay nó bắt đây là có cái event này. Mình cá là lại gặp cái thằng ngựa vằn nhá. Anh này trốn tù, sổng tù ở đây. Cậu lại sống tiếp nhỉ? Shut up it. Mày sổng ở tù đâu ra? But it's funny. Nó thật sự là cũng rất là vui đấy. It doesn't seem so certain considering the vast potential within you. Cái số mệnh của cậu có vẻ như nó vẫn chưa chắc chắn á. Cho dù là cái sức mạnh tiềm ẩn rất lớn của cậu. As a matter of fact, your power seems to have changed quite a bit. Tuy nhiên là cái sức mạnh của cậu có vẻ như là thay đổi một chút à. Hey, if you don't mind, can I be your friend? Liệu nếu cậu không ngại, liệu tớ có thể là bạn cậu không à? I'm very curious about you. Tớ thực sự, rất là muốn biết nhiều về cậu. Is that okay? Fine with me, yeah, bitch. Then from now on, thế thì we'll bây giờ friends. Chúng ta sẽ là những người bạn. My name is Pharos. Tên của tớ là Pharos. You may call me that if you wish. Cậu có thể gọi tớ nếu mà cậu muốn á. Pharos mẹ mày. Pharos-san à? Thầy nó đã bắt đầu một quan hệ vấn đề rồi. Ui ghê vãi lìn. Quý phi vãi đá chết rồi. Cá chết Akana. Nửa đêm nửa hôm. Thầy nó biến mất ngay trước mặt mình vấn đề rồi. Nó đã có vẻ hơi bị muộn nên tớ sẽ đi đây. Tớ sẽ rất là mong muốn á cái cuộc gặp tiếp theo của chúng ta này. Ta chả mong muốn một tí nào. Mày creepy vãi đái luôn. Hôm nay sẽ là thứ Saturday này. Từ bây giờ chúng ta sẽ tăng charm ấy. Hình như là phải đi uống cà phê ra nhỉ. Có một số cái tăng charm đi uống cà phê ấy. Good morning thú. Dạ thú. Tamagishi sẽ sống ở trong đồng của chúng ta này. Bắt đầu tối hôm nay chúng cô ấy sẽ cho chúng ta được cái support trong những cái trận chiến ấy.
Now I can do you. Bây giờ là chị có thể gia nhập vào cái team chiến đấu á. Nên là con này là mẹ kỹ năng con này là chiến đấu ấy nhá, không phải gì luôn. But you are unreliable. Nói như này mà không sợ bị ăn tát nữa. Phải, chị thực sự là người đáng tin cậy. Phải, các em có thể tin tưởng vào chị. Ever though I beat out ngay cả khi mà dạo này chị không tập nhiều lắm á. Nên là chị sẽ quay trở lại cái form của mình thôi này. Cũng rất là phấn khích khi chúng ta có một phát hai thành viên gia nhập vào team, đó là Mitsuru Senpai với cả con Fuka ấy. Một ngày tươi đẹp dành cho anh. Thì có hai gái được gia nhập vào combat. Hôm nay là ngày 13 thì là mình nghĩ là mình có thể mình đi chơi với tiếp với con Chihiro á. Xem nào. Mình đang tìm cái chỗ nhớ đó. Hình như là bây giờ mình có khỏe lại rồi ra nhỉ. Good. Nên là tối nay là mình có thể mình đi Tartarus đó. Để mình xem. Để mình đi shopping một tí. Nên là tối nay là chúng ta có thể đi Tartarus này. Hay là để khi khác nhỉ? Để mình xem. Ok. À nào. Đúng rồi, bây giờ chúng ta vẫn đi thứ bảy chủ nhật. Nên là mình có xem lại là buổi tối là chúng ta có thể đi cái gì nhỉ? Cái photo booth cũng là cái chỗ game đấy. Và buổi tối bây giờ chúng ta sẽ đi spam uống cà phê ấy, để chúng ta tăng charm lên. Charm bây giờ chúng ta đang level 2 sao nhỉ? Nên là mình nghĩ là theo tốc độ này là charm nó không có nhiều cơ hội tăng như cái Calrith hay sao ấy. Bởi vì chúng ta không uống thuốc được ấy. Nên là mình không biết là khi nào mình sẽ mắc được, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng mắc charm một cách nhanh nhất ấy. À, được rồi. Mình đang định bảo đi ra cái chỗ kia mình lại quay mẹ về trường. Mình đang không biết là mình có mua gì không ấy. Mình xem lại cái lịch Yes. Này cái quick travel này hơi bị phiền một tí ấy. Palomamo này. Aloniamo này. Hình như là bây giờ mình có thể mình cho con Elizabeth đi chơi nhỉ? Mà cũng không mất thời gian đấy. Nó vẫn chưa có cái vũ khí mới nào. Giáp này cũng thế này, lên 48 nó mất rồi. Amenity. Mình không biết là mình có nên mua thêm một bộ nữa không. Hoặc là chúng ta mua cái Hightech Sundan này. Incline Skater đắt thế nhỉ? Mình phải mua một cái gì chẳng hạn, một cái giày này. Một cái né tránh ấy. Mua một cái đi thôi. Hay đắt rồi, để khi nào thằng cha này giảm giá mua. Nên là mình sẽ xem lại khi nào thằng cha này discount mình mua mới được. Chứ mua bây giờ mua full giá đắt quá. Tiền kiếm được thì ít, chúng ta nên đi mua cái pharmacy thì đúng hơn nhỉ. Power record. Hoặc là mình nên mua cái vòng này này. Mấy cái này là toàn bộ nhân vật là nó ta cộng được nhưng mà mình chưa mua này. Spell drink này, cộng 20 SP. Đây là thằng nhân vật chính mình cầm được này. HP cộng 20% này, thằng đó là ngon này. Này nhưng mà cũng rất là đắt. Speed and hand này. Tăng cái khả năng này tránh ngay từ lúc đầu vào trận chiến ấy. Cái này cũng rất là ngon luôn này. Cái khả năng phòng thủ này hoặc là power này. Nên là thằng nào mà đánh damage chính là nó mình cầm cho nó cầm cái này luôn được này. Khả năng hồi sinh thấp khi mà chúng ta bị dính cái đắc nét này. Nên là toàn những cái đồ hàng khủng hết này. Và tăng cái win damage là cái con Yukari nhà mình ấy. Electricity này. High brain này. Cái này là nó tăng đặc thù về nhân vật này. Mình nghĩ là mấy cái spell này vẫn là ngon này. Nó sẽ tổng 10% cho dành nhân vật chính ấy. Mình đang cầm cái gì nhỉ, mình chẳng nhớ đâu. Nên là mình vẫn mua hạn chế thôi để
để mình để tiền mình ăn chơi nhảy múa ấy. Mình rút kinh nghiệm cái đoạn đầu là mình không có tiền để mình đi chơi ấy. Hoặc là mình mua ác quá ấy. Sao mai cũng là có cái TV shopping mà. Nên là cái kèo của nó vẫn cũng tương đối là ngon ấy. Nên là cũng không về việc thì phải mua lắm ấy. Cái Coca-Cola 2 này. Nên là bây giờ phải nhớ là có TV shopping ấy. Mua thì về cơ bản là đều là những cái đồ tương đối là ổn ấy. Giá hợp lý. Mua kiểu bundle. Nên là đến cái ngày này là nó mắc cái string này cũng rất là quan trọng này. Ơ, hôm nay cái em ấy đâu nhỉ? Thôi chết rồi, không có cái em Chichiro là xem. Thôi chết rồi, hình như là mình chọn cái đó chắc là mình cắn nó. Thế là bây giờ mình không nhớ lại cái mới ra. Ôi dồi ôi. Chắc là mình phải load lại để mình xem lại. Nên đúng ra là con này nó phải đứng đây đúng không?